San Diego ấy. À thế à? Chỉ tắm mũi tổng bay thôi. Anh còn bảo nó lướt thế này cho anh lấy sáng cho đẹp. À. Bảo gì vậy được? Cài ngực này. Con này ấy. Cài nhất là mua thêm phụ kiện. Còn không với cầm tay này. Cái này nó nhỏ, tự điều chỉnh được ấy. Ôi nhà này đông đông thế. 7 người. 7 người. Thế à? Thế thôi mình phải lên xe không phải hết chỗ. Hôm nay là thiếu bộ đội. Thiếu bộ đội là hơi buồn. Thiếu bộ đội. Thiếu bộ đội. Thiếu này kia thằng Thảo. Bình Mạnh Chi. Bình Mạnh Chi sao chẳng thấy gì nhỉ? Hello hello, ôi dồi ôi, nhà trai xinh gái đẹp đây rồi. Nhà trai xinh gái đẹp đây rồi. Ôi dồi. Ôi dồi ôi, kìa. Chăm sóc đi, xách túi đi vào. Hello. Chào Thỏ. Ôi dồi. Xin chào chị. Vâng. Chị Thủy nhỉ? Đỗ xe á? Giờ này khó hỏi đấy, khó nhỉ? Mẹ đây đi xe buýt xuống về. Đây mà lúc đấy thấy ngủ, quý há không? Đây đi xe buýt thì cũng không biết đỗ xe ở đâu. Chào các bạn, như vậy hiện nay đoàn ô tô văn của chúng tôi đã đến cảng Vũng Đục và chúng tôi đang chờ tàu để di chuyển ra đảo Đông Chén, là một trong những hòn đảo đẹp nhất ở khu vực Quảng Ninh này. Và đằng sau lưng tôi chính là cái cảng Vũng Đục. Các bạn có thể nhìn thấy đây là một cảng rất là nhỏ nhưng cũng yên tĩnh và đảm bảo là tàu thuyền đậu được. Hôm nay đoàn chúng tôi đi tổng cộng như vậy 27 người. Và phần lớn là người lớn thôi, còn cái thế hệ trẻ bé như ngày xưa 5-6 tuổi, 3-4 tuổi bây giờ ít rồi. Hội Father and Son của một tôi bây giờ là toàn grandfather thôi. Vâng, mọi người cùng theo dõi chuyến đi nhá. Và đoàn chúng tôi cũng đang rất háo hức, đang chào hỏi lẫn nhau ở trong kia. Hẹn gặp lại các bạn nhá. Anh Hải, một trong những người phụ nữ quyền lực. Vâng, như vậy tàu chúng tôi đã đến và hiện nay là các cánh đàn ông mày râu lão thành bắt đầu mỗi người một chân một tay. Anh Hải thì bê bia, còn anh Tùng xe bò thì bê cây. Đi tàu cao tốc thì sẽ ra đảo nhanh hơn. Cái đấy dùng nhiều nó có bị ảnh hưởng đến da không? Thỏ ơi, cái đấy dùng nhiều bị ảnh hưởng đến da không? Bao nhiêu? 2 ngày 50 nhân 2 500 à? Rẻ. Xin chào em. Ta đang dần dần tiếp cận với lại đảo Đông Chén. Đây là một hòn đảo độc lập. Như vậy ta có thể nhìn thấy là phía sau lưng tôi là cái cầu cảng của đảo Đông Chén. Và đây là một cái khu vực rất là đẹp, hoang dã. Và hôm nay cả đoàn chúng ta sẽ giao lưu săn bắt hải sản và cùng nhau chơi trò chơi thú vị trên đảo này. Có cả nhà sàn, rừng núi các thứ rất là đẹp, rừng cây rất là nguyên sơ. Đầu tư ra đây để làm cái khu du lịch giải trí cũng rất là hợp lý. Chủ đảo là bạn của anh Tùng xe bò. Chào em, đẹp quá em ạ. Ơi nhá, đẹp cực kỳ. Đây này, đẹp nước.
phía xa xa kia là các cháu đã kịp ra để ngồi võng đung đưa rồi. Nước biển thì trong vắt này, không thể nào đẹp hơn được nữa. Ui, chỗ này mà nhiều đấy đẹp. Hơn Hawaii nhiều, Hawaii là gì có cửa. Nước ngọt là rất quý nhá. Ông dùng cả nước ngọt cái ra để rửa mặt, ông rửa chân. Đấy, nước anh ấy bảo là khe xuống. À thế à? Nước thoải mái. Ông dùng nước thế là cực kỳ lãng phí. Tên gì em? Em tên gì? Tâm à? Tâm kinh doanh đảo ở lâu chưa? Dạ, em không kinh doanh. Thế em mục đích em mở cái này làm gì? Em làm cái để chơi, để cho mọi người đến trải nghiệm, chứ em không kinh doanh. À, thì đông thì bạn đang đông, đông 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 thì có lời riêng. Em cảm giác như là 30 người. Đây, ấn nó xuống này, đây, nổi lên này. Đấy, đá nổi ở đảo Đống Chén. Xin bán nước mắm nhỏ nhỉ? Mà xeo xô vít nhưng mà cứ múc trong đấy nhá. Tất nhiên là xeo xô vít rồi, giờ này làm gì có ai. Không có múc. Gà làm mới đấy chứ. Gà nhân viên ăn. Cái đám bên kia. Nhân viên ăn, nhân đi. Ăn thì còn lại chân gà có thế thôi mà. Anh đang mắc.
xong rồi chuyên em bảo làm gỏi đi, ngon lắm. Đi hoành tráng lắm. Lúc anh thấy đi lom dom bây giờ bôi kem cho vợ xong kiểu xong nhiệm vụ. Nói chung là đấy nó nhạy thế đấy, chung nó có tính năng là cứ nghĩ đến cái này mới cái là cái cũ chết. Vâng, chào các bạn. Hiện nay chúng tôi đang trên đường để đi ra khu vực nuôi trồng thủy sản của bạn Tâm. Tàu này nó sẽ kéo đi. Phía đằng này sẽ có nhiều đá này, ở gần các cái gành đá, các gã đá, các đá. Gần đây là san hô mà. Đông mà, đến đầu gối cùng như mấy. Đứng được không? Thật đâu, ông nhảy chết. Đứng được mà. Đứng được mà. Đây, đây, xuống đây. Xuống đây, xuống đi, xuống đi, xuống đi. Xuống đi, xuống đi. Xuống đi. Ôi, đứng đứng. Quỳnh có xuống không? Dạ. Em xuống đi. Ờ, xuống bơi đi, xuống bơi đi. À, có cái hải sâm kìa. Hay quá nhờ. Khéo thật đấy. Có cái hải sâm luôn. Hải sâm thì chế biến dễ và ngon này. Ơ, khó. Sao với đi em? Có ai ăn đâu. À, có ai biết chế biến đâu. Mình bơi này đến chiều chưa đến nơi đâu. Lên là khó đấy. Lên bằng cách đánh đầu rồi nhỉ. Lên nào bây giờ? Lên nào, lên nào. Sao mà chéo được không? Không, bây giờ như thế này. Lên bằng cách nào? Mình cầm cái dây. À, mình cầm cái dây rồi kéo mình nhé. Mọi người cần bám vào bè là đi vào được mà. Đúng rồi. Anh ơi, lên bằng cách nào? Bố đi mày đi chứ mà. Ok, nó còn lên được. Ok. Đi thôi. Đi thôi. Kéo bè vào trong cản, kéo bè vào trong. Đúng rồi, đặt mạnh vào. Đây, đây, đặt mạnh. Đặt xong vào đây.
Rồi, nhấc lên rồi. Đâu xuống nào. Mình có chảy máu ở đâu? Có mỗi anh chảy máu thôi. Chắc là có mỗi anh. Nhịp hết lên. Đấy, thì con quay lưng lại, quay lưng lại dễ hơn. Trưởng đoàn nói đúng không? Hỏi hết đi. Không thì bây giờ hết. Anh ơi, không có bia các anh nhé. Trình bày lên phường. Hết chưa? Rồi, không? Hết rồi. Hết gì? Hai ba, nếu mà thế gặp thằng bạn anh nó à gặp anh thắng bạn anh ấy mua 5 ly à 5 ly thôi mà em uống 5 ly không 5 ly em uống 5 ly ạ. Ôi trời ơi, thắng ơi